Đây là bếp Zhandong 41 feet này. Đây Zhandong 41 feet này. Đấy, nó có một cái cần chảy nước ở bên trên này. Đấy, để chảy nước cho những cây gần này. Đó. Rồi đây là cần chia nước. Đây. Cần chia nước. Đây. Cần một chút chia nước. Đây đang đóng hàng chuyển đi cho các sếp đây. Hôm nay là mùng 5 Tết các bác ơi. Khai xuân. Hàng ngập tràn. Đây mùng 5 Tết. Hàng đang giao đến đơn vị giao hàng tiết kiệm đây. Đây. Đây, mùng 5 Tết khai xuân của thiết bị tưới Zhandong đây. Đang chở hàng đến đơn vị giao hàng tiết kiệm.